iPhone 14 sắp ra mắt, chúng ta sẽ có rất nhiều nâng cấp, những cải tiến đột phá trong lần ra mắt này. Tuy nhiên có một thứ vẫn còn được duy trì qua rất rất nhiều đời iPhone, đó chính là nút tắt âm. Vậy thì tại sao chiếc nút tắt âm này vẫn còn được duy trì? Chúng ta sẽ lý giải trong video sau đây nha. Lý do đầu tiên đó là giúp giải quyết cái vấn đề nhầm lẫn khi các bạn tắt âm. Ở những dòng điện thoại khác á, thì các bạn có thể sử dụng cái nút giảm âm lượng, chúng ta nhấn giữ nút giảm âm lượng. Đến khi nào điện thoại chúng ta nó rung lên thì nó báo hiệu là chiếc điện thoại này đã tắt âm. Nếu như các bạn sử dụng cách đó trên iPhone á, thì nó sẽ có một xíu nhầm lẫn. Đó chính là nếu như các bạn nhấn giữ nút âm lượng như thế này thì nó sẽ tắt đồng thời âm của những thông báo và nó tắt luôn âm thanh của những cái ứng dụng, ví dụ như là phát video trên iPhone. Cho nên khi sử dụng iPhone thì các bạn sử dụng nút tắt âm này. Lý do thứ hai đó chính là đảm bảo tính riêng tư và lịch sự. Nhiều bạn nói rằng nếu như điện thoại iPhone thì chúng ta vẫn có thể tắt âm bằng cách là vuốt màn hình xuống và chọn vào nút tắt âm. Đây là một phần mềm đã được cài đặt sẵn trên máy thì không cần phải sử dụng cái nút ấn giữ cái nút âm lượng, đúng không nào? Tuy nhiên nếu như các bạn đang ở trong môi trường cần sự lịch sự, khi mà các bạn đang ở trong rạp chiếu phim nè, hoặc là đang trong một cái cuộc họp cần sự riêng tư, hoặc là các bạn đang ở trong một không gian tối, thì cái việc mà chúng ta bật cái màn hình sáng lên rồi chúng ta vuốt xuống, chúng ta chọn vào nút tắt âm thì nó có thể thu hút ánh nhìn của nhiều người. Còn đối với iPhone thì các bạn chỉ cần gạt cái nút tắt âm này xuống là điện thoại chúng ta đã tắt âm rồi. Chúng ta sẽ không cần phải bật sáng màn hình, cũng không cần phải nhìn vào chiếc điện thoại, mà chúng ta chỉ cần thao tác một cái thao tác hết sức là đơn giản. Cái việc tắt âm điện thoại thì phụ thuộc vào thói quen của người dùng. Có bạn thì thích vuốt xuống như thế này, có bạn thì thích gạt cái nút tắt âm này. Các bạn thích cách nào thì có thể comment bên dưới cho mình được biết nha. Và đừng quên follow kênh TikTok của Phát Care.